Nhân dịp 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm tặng quà hai nhà giáo ưu tú tại thành phố Hòa Bình. Tới thăm và chúc mừng hai nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Song và Hồ Xuân Khai tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của hai nhà giáo và gia đình, chúc mừng hai nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các nhà giáo luôn giữ sức khỏe, quan tâm tham gia ủng hộ tỉnh và ngành giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục trong thời kỳ mới, góp phần đưa ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình sánh vai với các tỉnh trong khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục đương nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, khắc phục khó khăn, thúc đẩy ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình phát triển tốt hơn. Trong thẩm quyền, tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên cho giáo dục để giáo viên và học sinh trong tỉnh có điều kiện dạy và học đạt chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.